Giờ làm nè. Rồi bây giờ một tháng đúng không? Bây giờ chấm chốt ngày đã. Giờ đang là ở ngày mấy? Bây giờ mình quay lại là đang ngày 5 đúng không? Rồi quay lại ngày 5. Ok, ngày 5 đây. Rồi. Ngày 5 rồi. Bắn mấy đứa? Lớp 25 ha. 1924. Rồi, mấy đứa? Hai đứa. Nhưng hả? Đừng có đánh gần nhau quá, đánh ngẫu nhiên. Dạ, ngẫu nhiên. Rồi, bấm cập nhật. Rồi. Rồi. 25, 36. Mấy đứa? Một đứa, đứa nào cũng được đúng không? Dạ. Ủa. Rồi, tiếp. 25, 36, B, 1. Rồi, 25, 36, C, 3. 3. 1, 2, 3. Ok chưa? Rồi. Thế thì sau một ngày này rồi á, thì lúc đó nó sẽ ra được cái bảng. Bảng gì? Bảng gì? Đó có phải bảng này không? Danh sách thu lên bán. À, không phải. Bảng chấm ăn các lớp. Đây, ok chưa? Ngày nào nó ra ngày đó nha. Em có thể nhồi đây em theo dõi nha. Tham chiếu luôn nè. Ok chưa? Đó. Rồi. Đó, ha. Em muốn lấy số liệu nào cũng được. Ok chưa? Ví dụ là không có đứa nào hết thì không đúng không? Đi học bình thường. Cái lớp này lớp nào đi chưa chấm đây? 5, 6 tuổi D. 5, 6 tuổi D. Mình quay lại nha. Ngày 5 tháng 9 nè, của em nè. Ngày 5 tháng 9 là 5 số tuổi D. 5 số tuổi D là lớn rồi. Rồi, chưa chấm ăn, ngày thứ 7. À, bây giờ mình quay lại cái ngày 5 số tuổi D. Mùng 5. À, chưa chấm ăn, ngày này chưa chấm ăn đúng không? 5 số tuổi D nè. Đúng không? Ngày 5 tháng 9 chưa. Mấy đứa, vắng mấy đứa? 5 số tuổi D. Không vắng. Không vắng, rồi cập nhật. Rồi, đó. Thì em sẽ tra bằng trên này luôn nha. Rồi, đó là chấm ăn là xong. À, danh sách thu tổng hợp báo ăn là số này, nó sẽ đúng với cái số báo cáo. Nếu mà em chấm đúng nha, của cái ngày bây giờ em tra cái ngày đó đi. C chưa có. Như nãy khối nhỏ chưa có chấm. Nhỏ chưa chấm đúng không? Nhỏ lớn chưa chấm. Nhỏ lớn chấm bé thôi. Rồi, như vậy là chấm tiếp. Học. Rồi, bây giờ chấm lớp nào đây? Nhỏ. Nhỏ đúng không? Bắt đầu lớp nào? Nhỏ A. Nhỏ A là không mấy? Bán. Nhỏ A là lớp nào? Không bán. Nhỏ A đúng không? Từ từ. Nhỏ là lớp 4 năm đây đúng không? Đúng rồi. Rồi mình chọn nó, mình sẽ chọn lại cái ngày. Chấm lùi lại lịch sử, chọn lại cái ngày nè. Rồi. Nhỏ A nè. Nhỏ A là hai đứa mà đúng không? Nhỏ A hai đứa năm. Đúng rồi. Rồi. Tiếp. Nhỏ B một đứa. Nhỏ C mấy đứa? Nhỏ C chưa chấm nè, Nhớ xe mấy đứa? Một. Đứa nào cũng được. Dạ. Rồi, cập nhật. Rồi. Lớn A. Lớn A chưa chấm luôn nè. Mấy đứa? Không ván. Bấm cập nhật nha. Dạ. Rồi. Lớn B. Ở trên đó. Chỉ giùm anh. Đây đúng không? Đây. Lớn B chưa chấm luôn nè, đúng không? Hai đứa đúng không? Dạ. Rồi cho nó dưới cùng hai đứa bất kỳ. À, đó hai đứa đi học bình thường mà, đúng không? Đang à, rồi hai đứa bình thường đúng không? Đó. Rồi. Lớn C giờ chấm cho nó đúng luôn ngang. Đó, lấy kết quả đúng rồi đó. Đó. Rồi được chưa? Rồi. Đâu nữa? Lớn C đây, chấm chưa? Chưa chấm luôn nè. Rồi đứa nào? Nãy nó báo mình đứa nào? Một đứa. Phải đứa Tú Linh đúng không? Đúng rồi nè, đó. Rồi, xong. Chưa? Rồi lớn D có rồi đó. Rồi bây giờ quay lại cái phần này mình tra lại một lần nữa rồi chuẩn nè. Danh sách thu không phải bạn chấm ăn, đây nè, cái bảng này nè đó. Em vô tham chiếu, em chọn bất kỳ lớp đó, nó ra thấy không, sướng không, thấy chưa, phải không, được chưa đó. Rồi muốn in, muốn kết xuất, muốn gì nằm hết đây, kết xuất nè, Excel kết xuất ra nè, muốn in là bấm này ra in nè đó. Rồi còn muốn mà các lớp kia chấm ăn tự chấm vô đây vẫn được, tạo các tài khoản thì cái đó nói sau. Rồi, bắt đầu chấm ngày tiếp theo. Ngày tiếp theo là ngày mấy? Ngày 6, chọn ngày 6 ha. Rồi, mình sẽ vô ngày. Ngày mấy? À, nhà trẻ, mẫu giáo. Đứng ở khối mẫu giáo, mình sẽ chọn ngày mùng 6. Mùng 6, rồi. Mùng 6, đứa nào đi học? Mẫu giáo đúng không? Rồi, bắt đầu là lớp 3, 4 tuổi A. Rồi, đứa nào vắng mấy đứa? Đứa Hưng đúng không? Rồi, Hưng. Rồi, một đứa. B vắng mấy đứa?
Vắng một đứa Khôi, đây đây ông Khôi đây, rồi một đứa. Rồi C mấy đứa? Không. Không có vắng. Rồi. D vắng mấy đứa? Không vắng. Không vắng luôn hả? Không vắng là bấm cập nhật nè, đó, cập số học sinh vắng không nè, đó. Nhìn vô. A nè, mấy đứa? Không vắng. Không vắng luôn hả? Đó, cập nhật. Rồi. B vắng mấy đứa? Một đứa. Nguyên, rồi, Nguyên. Rồi, 4 năm tuổi C. Mấy đứa? Không vắng luôn. Cập nhật. Rồi. Năm số tuổi A. Một. Một đứa là đứa Hiền. Hiền, rồi, được chưa? Rồi, lớn B là không vắng. Rồi. Lớn C. Lớn C. Hai. Hai. Hai đứa, rồi. Lớn D không vắng. Lớn D không vắng, cập nhật. Rồi, là xong, đúng không? Xong hết đống này, bắt đầu qua bên thằng mẫu giáo. Qua bên nhà trẻ. Rồi, nhà trẻ đây 4 lớp. Bây giờ là mình sẽ chọn vô cái lớp đó. Và đây là ngày, mình chọn lại lịch nè. Chọn ở đây, mình chọn lại ngày, ngày mấy? Ngày 5. Ngày 6. Xin lỗi, ngày 6. Ngày 6, rồi. Rồi, chưa chấm ăn ha, ngày này chưa chấm ăn nè. 6 tháng 9 chưa chấm ăn, rồi mấy đứa? 924, 1. Một đứa. 2536, không vắng. Không vắng. 2536B, 1. 2536B, vắng 1 đứa. 2536C, 1. 2536C, vắng 1 đứa. Rồi, đủ chưa? Rồi, bây giờ cái bảng tổng hợp của em đâu? Bảng tổng hợp nó ra số đâu? Trong cái ngày hôm đó đâu? Mình đối chiếu nha. 3, nhà trẻ vắng 3 đứa. Đây, từ từ đã. Đây nè, ví dụ nè, cái habit chắc chị cho xin tí điện ha. Không được hả? Tìm chụp điện đó nghe. Mạnh lên. Đúng không? Rồi, lên rồi đó. Rồi, thank you. Bây giờ mình kiểm tra nha. Rồi, kiểm tra nè. 24 tháng là 3 đúng không? Tổng là 3 đúng không? 3. Tổng là 3 đúng không? Rồi đó, mình sẽ tham chiếu nè, đúng không? Rồi, mấy đứa? Đó, 25 36 tháng A đó, A đó. Không, đúng không? Đó, để tự tham chiếu nha, nếu mình chấm đúng là nó ra đúng nha. Còn đứa nào thì đó thì tra lại. Rồi còn cái bảng tổng hợp danh sách thu thanh toán tiền ăn, tổng hợp báo văn đây. Đó, đây là cái bảng này. Đó, kiểm tra lại số phiếu. Cái từ từ ngang. Ở đây là số đứa đi học, số đứa này là số phiếu ăn đi học của không? Total ra nè. Có lấy cái bảng này không? Đó. Tổng hợp báo văn. Đúng chưa? Còn cái bảng này không ta? Thì đó, thì nó tức là về bản chất là nó phải ra được cái bảng này nha, bảng tổng hợp chi tiết lẫn bảng tổng hợp. Rồi, mình muốn cầu thì mình đối chiếu bằng cái bảng này. Rồi xong chưa? Rồi, thì cho mang hết tháng luôn không? Đang đi hết tháng hả? Rồi, quốc hết tháng luôn. Hết tháng luôn. Rồi ngày mấy nữa? Ngày 7. Ngày 7, đi ngày 7 luôn. Alo, em nghe đây chị. Dạ, alo. Dạ, em đây. Không phải đâu chị, cái mạng của em bữa giờ sao chị không cảm giúp em. Không, này, mấy người đó chị làm á, nói là có gì chị. Dạ. Nó nhìn vào nó dễ thương mình. Dạ.
thì báo thì có gì mình cứ báo công việc em rồi để sắp xếp đội nó liên hệ trực tiếp với chị. Ô chị, để nó con làm được cái gì, nó giúp được cái gì ngay chị nó làm. Dạ thì đó, thì giờ máy thì để em báo vị trí lợi, còn nếu mà điện mà liên quan điện nặng nề quá thì buồn là phải có thời điện người ta làm hỗ trợ cho cho an toàn. Dạ. Dạ rồi thì cũng được. Vậy thôi chị nhắn giùm em, nói kế toán liên hệ với em. Dạ, để em chủ động liên hệ với kế toán thì nó hay hơn. Dạ dạ. Rồi. Rồi sao giờ đến bước nào rồi? Rồi ngày 9 đây. Bạn 9 25 36 không? Lớp ở đây. Ba bốn chị em. Ba bốn chị em. Ừ. Dạ. Vậy em làm luôn đi. Giờ đến phiên á, đổi. Cái đó thì để em hội dạ. Sắp xếp rồi đâu. Dạ, dạ. Làm xong cái này rồi bật điện thoại lên chấm cho nó nhanh nha. Ơ chết. Không sao. À đúng rồi, không vắng. Xong cái bước này đi rồi dùng điện thoại chấm. C2 nhớ để ý cái ngày, cái tên lớp. Đấy. Ừ. Nhớ để ý cái chỗ đó để mình không có bị nhầm. Vuốt hai tay vuốt lên nè. Ví dụ đứng đây đúng không? Nè, xuống xuống này, đây là đó. Vuốt thả ra. Nhớ anh bấm cho nhanh đi. Chồng, ừ em bấm đi, sao đâu. Đây chuột đây, cắm đây. Cắm đây, bấm cho nó nhanh chứ. Nhớ em. Đúng đúng là cũng cho em mượn đi. Đã lỡ qua giờ cuối giờ đi về nó bên kia nó xa rồi, ở đây luôn. Đã làm cho nó xong, để sau làm cái khác. Còn lưu tiên kích nữa đúng không? Dạ. Nặng nhất là lưu tiên kích anh. Nhức nách luôn đúng không? Dạ. Giờ có phép là mà lo gì nữa mà. Ít nhất là em cũng mất thời gian để em quen rồi thì dạ, nó phải em muốn sướng thì em gặp anh, còn muốn khổ thì em gặp người khác. Nó tùy em thôi. Anh không biết đâu. Thì... chưa lắc chưa? Chạy chưa? Chưa mở ra đúng không? Rồi chạy chấm cho nó nhanh. Cũng đi luôn hả? Từ 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 bình tĩnh không sao hết, không sao hết. Đổ rắc. Rồi. Chạy chưa? Đó, lên rồi đó. Rồi, được rồi. Cái này nhớ B. Em xài thì em mới thấy cái trải nghiệm người dùng nó là sao chứ. Rồi, nhớ C. Rồi, nhớ C. Chứ con chuột này nó còn thua hết cái bình, ấy hết luôn hết của anh luôn á. Bấm ra ngoài, rồi. Nhớ C. Từ trên xuống dưới, từ trái qua phải nha. Ủa nếu mà qua qua trang hả? Bà đang ở lớp nào? Đây nè, kéo nè. C. À, kéo. Này, thấy không? Đó. Sao? Chạy bây giờ đây nè. C. Đây, rồi. Đó, dân chuột cho chuột cho chuột cho hỏi cho mình. C. Đó, đúng không? Rồi. 5 tuổi C, không ván. Ván. Rồi. Rồi. Nhớ E. Không ván. Một đứa mà. Đây ngày 7 mà. À ngày 7. Ồ, ok rồi, anh lột mình lột. Yeah.
anh quen ngày khác. Sao mấy chục năm anh? Chục năm chạy, chục kỳ năm chạy. Rồi xong chưa? Rồi thôi được rồi. Quen ngày khác đúng không? Ừ. Nhưng mà lớp lớp ấy chưa? Lớp nhà trẻ hả? Nhà trẻ chưa? Ừ, nhà trẻ chưa. Đây lớp ở đây, lớp ở đây. Qua chỗ đây. À, lớp cô. Rồi, nhà trẻ, lớp vô nhà trẻ. Rồi lớp tiếp vô đó. Lớp tiếp vô cái đó, lớp lớp đúng rồi. Nó ra số này đúng không? Mình chọn ngày lại. Là ngày hôm nay đúng không? Ngày hôm nay luôn đó, đang ngày 79 rồi, chấm đi. Bán không? Nếu mà nhà mà có máy tính bảng á, máy tính bảng á, thì chấm thì nó nhanh lắm. Mang máy tính bảng lên chấm. Chiều nay mua vé số trúng rồi. Đúng không? Sao mà trúng nổi vậy? Đấy. Để chấm anh. Cho em cái bán cập cập nhật rồi á. Không có xin bán hai rồi. Đi. Đó, rồi. Chấm ăn đây, chấm ăn luôn. Ngày bữa nay chấm ăn luôn. Không. Luôn luôn. Rồi. Trong học sinh vắng, bạn có chắc chắn không? Chấp nhận. Đó. Dễ quá mà. Rồi xong rồi anh. Chưa? Rồi xong rồi bây giờ làm cái gì nữa? Bây giờ hết 2 ngày đúng không? 3 ngày rồi. 3 ngày rồi đúng không? Thì về nguyên tắc là em biết chấm rồi gì nữa? Dễ không? Dễ. Bây giờ chấm qua ngày 8, ngày 9 vẫn được nha. Thử luôn. Thử chấm chấm mình chọn một cái ngày bây giờ đang đứng luôn bây giờ chấm tới thử coi. Là quay muốn bấm cái tên này đúng không? Bây giờ chọn cái lịch luôn. Bây giờ đang đứng ở cái lớp này đúng không? Mình chấm luôn cho ngày 8, ngày 9, ngày 10 xem. Rồi mình chọn cái lịch mình đi tới. Mình đi tới ngày 8. Mình đi tới ngày 8. Đây. Ừ. Mình tới ngày 8 luôn, mình chấm luôn. Mình chấm lụi luôn. À không phải chấm lụi xin lỗi. Chấm chấm đúng chứ sao chấm lụi được. Rồi. Đó, đấm bấm tới. Đó, em thấy ông đang tính cho ngày 8. Đó về bạn chắc thì hiểu thôi được rồi, đúng không? Được rồi. Rồi, xong bắt đầu là qua cái gì? Sau khi tính ăn xong thì có phải là cái ngày hôm 79 là nó ra cái này đúng không? Đúng chưa? Rồi. Rồi, thế thì có phải là nó đổ từ Nutrikit đi chợ xong có phải ra bản nguyên liệu không? Đúng không? Rồi bắt đầu qua đi Nutrikit làm nha. Rồi, Nutrikit. Bắt đầu rồi bắt đầu là làm từ ngày nhiêu ngày năm rồi ngày năm thế thì chọn bữa ăn là mẫu giáo em đây có cái bản thực đơn đưa cho anh với đi chợ đâu ai là người cân đối ngồi đem kỹ luôn cậu đi đơn giá thằng tiền đâu chế hả chế đúng không chế thì nó cũng phải có số liệu chứ rồi chế thì tiền ăn nhiêu 30.000. 30.000. Bao nhiêu đứa học? Đây, mình qua lại nhóm học sinh mình coi nè. Cái ngày của mình là ngày tính ăn. Ngày 5. Ngày 5 thì bao nhiêu đứa mẫu giáo, bao nhiêu đứa nhà trẻ đúng không? Đây, nó có tính nè, ngày mùng 5 đây đúng không? Khối nè. Nó sẽ báo cho em biết là mẫu giáo 253 49 đúng chưa? 253 49. Đúng không? Để em cộng lại đây nha. Là tính chung luôn gộp luôn hả? Đúng ra là người ta kêu là mẫu giáo tính riêng tại vì khẩu phần ăn dinh dưỡng hai nhóm nó khác nhau. Từ từ còn một cộng tay nữa hả? Không phải có 5-6 đứa rồi ta ý là nãy mình đánh phép rồi đánh phép cái nó ngày từ ra đó nó từ ra đó 49 đứa theo 49 đứa ta bán có 7 đứa rồi mà ở đâu 7 đứa cộng của khối nhà trẻ vắng 7 đứa nhưng mà ở đây là những đứa đi học thì em lấy 59 trừ 7 đây là nhóm nào nhóm nhà trẻ đúng không còn mẫu giáo sao mà máy không có sai đâu chỉ có mình tính sai thôi 66 đứa phải 66 đứa lận 66 đứa 66 đứa lận giờ đang bây giờ tra đứa nhóm nào nhà trẻ đúng không rồi em coi sĩ số đúng chưa ngày năm đúng không quay lại ngày năm nè đây nè bây giờ để cho nói em qua cái bảng này nó mới đúng là danh sách bạn chấm ăn nè nhà trẻ đúng không rồi 1924 bây giờ em coi nè mấy đứa ba đứa đúng không 7 đứa luôn anh
7 đứa rồi. Từ từ, thứ mấy? Thứ hai ngày 5 á. Thứ hai ngày 5 vắng 7 đứa hả? Vắng 7 đứa. Từ từ, nhóm 19 24 tháng nữa hả? 19 24 tháng nữa. Là vắng 7 đứa. Dạ. 7 đứa mà sao chấm đây có 3 đứa vậy? Đi học đủ hết mà. Đâu. Đây là số vắng hay đứa đi học? Số vắng là 7 đứa, 7 đứa cho hết 4 lớp á. 19 24 là vắng 2 nè. Bây giờ dò nè, dò em chấm là dò thêm ngày đúng không? Hai nè. Hai. Ngày này mấy? Một là đúng không? Một. Ờ đâu đâu, 19 đây đây, dưới đây chứ thứ. Đây là 2. 2. 2. Ngày 2 nè, đây nè, ngày 5 đúng không? Ngày 5 vắng mấy đứa? Một đứa đúng không? Đó. Một đứa đây, một đứa là hai đứa. Đây là hai đứa. Lớp 19 24 đúng không? À 19 24 em dò hai nè, đứa hai đứa rồi. Đúng không? Đúng rồi. Rồi. Qua 25 26 từ đi. Từ từ chưa chưa, thứ ba đang ở một lớp thứ ba nè. Thứ ba. Thứ ba đang nói, thứ hai là đúng rồi nha, hai đứa nè. Đúng không? Rồi. Ba đứa. Đúng không? Giờ đúng không? Nó chấm đúng không? Rồi. Rồi bây giờ là hồi nãy anh làm tính theo lớp á hả? Ừ. Người ta lấy sĩ số lớp người ta trừ ra chứ em tính sao? Anh nghĩ em tính sai á. Sao trừ ra sao ta? Thì nãy anh làm tính một ngày. Anh quay lại về cái vừa nãy anh nói. Cái tổng hợp. Bạn tổng hợp nó mới đúng. Anh cứ quay lại cái vừa rồi á. Cái vừa rồi là cái nào? Cái vừa quay rồi là cái tính mà điều chỉnh kích á. À. Không không, cái tính ăn cái bảng tính ăn ngày đúng không? Đây, có phải là bảng này ngày mùng 5 nha. Ngày mùng 5 của mình nè. À. Đây, mẫu giáo nhà trẻ nè. Sao mà thì nếu mà nhà trẻ đây là phải là cái con số này là con số mà học sinh đi học sinh đi học của 4 lớp của tất cả các lớp thì đó thì của em có 4 lớp nè. Ừ, 4 lớp 1 2 3 4 nhưng mà cái tổng số vắng của 4 đứa là 7 đứa. Muốn chơi cho nhanh thì em vô đây em danh sách thu thanh toán tiền ăn bạn chấm ăn danh sách tổng hợp báo ăn nè. Tổng hợp báo ăn bây giờ nè 25 36 tháng bây giờ 13 em coi đúng chưa? 25 36 a. Đây em nhìn nè, đó em tự em coi coi. Có phải không? 36 a là 16. 25 36 b. Là ủa 25 36 b là 14. 14 ở đây 11 nè. Ở đây 11. Đúng rồi. Nó là 14. 14 đúng không? Dạ. Như vậy là 14 đúng không? Dạ. Rồi em dò hết đi, dò hết coi. Rồi còn cái kia dưới là đúng rồi. Đúng rồi, bây giờ mình kiểm tra, tức là nhìn vô cái này mình so sánh mình biết lớp nào bị sai đúng không? Rồi 2536B như vậy là một là thiếu học sinh. Thiếu học sinh. Hai là chấm tào lao. Đúng không? Rồi, tra 2536B ở đây bao nhiêu đứa? 14 đứa. 14 đứa, này có 12 đứa. Đúng chưa? Dạ. Rồi, như vậy thiếu đứa nào? 2 đứa. Như vậy thiếu 2 đứa đúng không? Rồi. Mình thêm lụi hay là mình xin lỗi của nó là một cái sĩ số hồi nãy của nó là 15 mà trong đó là bao nhiêu vậy? 12 báo 12 đúng không? 12, nãy mình đang lấn cấn cái chỗ lúc mà chốt danh sách bên kia mất qua nó bị lấn cấn chỗ này nè. Để xuống cái lớp này nữa là bao nhiêu? Cái lớp này cũng là 12. Lớp trên này là phải là 15 đứa này. Thì thêm 3 đứa, giờ thêm 3 đứa. 3 đứa. Thêm lụi hay là thêm đúng? Thêm đúng chứ. Rồi thêm đúng hả? Thế thì bây giờ anh nói chứ đùa, nếu chưa đại thấy là có thêm đúng thì mình lấy danh sách kia mình đưa qua đây coi thử nó có được khớp hay không đúng không? Rồi thì đơn giản nè, đây lớp ở đây cập nhật danh sách coi thử thiếu đứa nào, thiếu đứa nào trong này em lấy danh sách kia em chụp Zalo em chụp màn hình qua đây đối chiếu giờ trên xuống dưới là dính liền gì đâu mà lấy điện thoại chụp qua. Lớp này là của bên cơ sở 2 rồi. Lớp này là của bên cơ sở 2. Ừ.
Thì bây giờ mình lấy cơ sở 1 mình đưa qua hay là không có? Không có trong danh sách? Có rồi đây, có bên em, có là bên mail này có. Rồi, như vậy là bây giờ mình lấy danh sách đúng đưa qua nè, bây giờ sửa chỗ này sửa làm sao? Đúng không? Rồi. Thế thì cập nhật lại danh sách. Cập nhật lại danh sách. Đó. Cái đúng không? Hay xóa hết? Xóa hết. Xóa hết đúng không? Xóa hết bây giờ phải tháo khớp cho nó. Bây giờ phải muốn đầu tiên muốn em muốn có đây à, không phải mà là hồi nãy á, anh làm hai cái lớp này là cùng một cái danh sách rồi. Hai lớp này cùng một danh sách này, bên đây là Kim đúng không? Em bấm lên B cũng là Kim nè. Rồi như vậy là bị lộn. Rồi hai lớp này với danh sách, bây giờ mình sẽ lấy một lớp nào sai mình làm lớp B đi. Lớp B bị sai đúng không? Bây giờ mình sẽ xóa toàn bộ chấm ăn này. Nguyên tắc xóa thì nó liên quan đến lại chấm ăn đúng không? Em sẽ xóa chấm ăn hết cho anh đúng không? Rồi xóa chấm ăn cái xóa chấm ăn ngày hiện tại, rồi quay lại mình xóa luôn chấm ăn ngày 6 rồi xóa chấm ăn luôn. Rồi tại vì có 3 ngày quay lại nhanh mà đúng không? Xóa chấm ăn ngày 5 rồi được chưa? Rồi xóa luôn. Rồi xóa chấm ăn xong rồi đúng không? Rồi bắt đầu mình sẽ xóa danh sách lớp bằng cách bấm ở đây để nó quay ngược lại, nhưng mà xóa luôn đăng ký học thứ 7 đó luôn. Bắt đầu mình bấm ở đây, mình thấy không, bấm ở đây là nó báo yêu cầu báo sĩ số nè đúng không? Đúng chưa? Có phải là lớp 2536 đây không? Bắt đầu xóa từng đứa một, xóa từng đứa một, tại vì xóa nó nguy hiểm lắm nên anh không có biết xóa tất cả, xóa chỉ khóa xóa từng đứa một thôi đó không? Xóa rồi đó, rồi bắt đầu mình up lại danh sách, rồi em qua bên kia em mở lại, em chọn danh sách em up qua. Ok chưa? Của anh rồi á. Cái mail của em, lấy cái mail của em cắt ra. Tại vì cái này thao tác nó bị hạn chế trên cái máy thiết bị này, nó bị hạn chế. Chịu khó ở lại kỹ luôn. Tải về rồi. Thank you.
cùng giống rồi. Xem ông giờ tức là nó giống sáu tb nhé, còn dễ nhé, được còn sau đó nốt luôn. Xong rồi qua đây mình chấm tiếp, mình làm tiếp nôn bên nôn ticket. Trước giờ là em làm ở đâu chưa hay là sướng giờ luôn hả? Nôn ticket là có phần mềm trước. Rồi, xong chưa? Báo xong chưa? Rồi báo ngồi qua bên này, ngồi, tiếp tục. Thì khó xếp ha. Rồi. Rồi, học sinh chi tiết. Giờ nói lại cái vụ chấm ăn rồi, em mình chấm lại cái lớp đó ha. Rồi, tức là mình dò được là mình biết mình sai chỗ nào ha. Rồi, đọc. Ngày 5 tháng 9 bắn mấy đứa? Ngày 5 tháng 9, 25, 26, 25. Rồi, ngày 5 bắn mấy đứa? Rồi. 6B, một đứa nha. Rồi, một đứa cập nhật. Rồi. Tiếp ngày 6 tháng 9. Lớp đó thôi rồi. Rồi, lớp đó thôi. Một đứa. Bắn một đứa tiếp. Rồi, ngày 7 tháng 9. Rồi. Cập nhật đó, xong, ok chưa? Rồi kiểm tra coi thử là ngày hôm đó đúng hay không. Rồi, ngày mùng mấy? 5. Rồi. Ok. Năm 2. Năm 2. Năm 52 mà cộng 7 ra 59 đúng rồi. Đúng. Rồi, ok, đúng. 2 đúng chưa? 253 mà cộng cho 9. 262. Hình như đúng hả? Hình như đúng hả? Nhưng mà không biết cộng. Đúng rồi. 2533 cộng 9 là 2662 đúng rồi. Rồi, nhanh chưa? Rồi, được giá không? Rồi, thế em tự chấm nguyên tháng luôn. Mà muốn chấm nguyên tháng thì trong thực đơn tuần thì em đi hết luôn hả? Rồi em thực đơn tuần nguyên tháng thì em chắc không có rồi. À, không có thì em tự em nhập hoặc là em cập nhật dấu chấm. Em có thêm dấu chấm vô. Tức là thêm số liệu, thêm số liệu thì nó mới cho mình tức là nó xác định là ngày em đó anh có thực đơn chứ. Đúng không? Để nó qua bên UTKit chứ. Để em làm tuần cũng được không cần. Rồi, tính khẩu phần rồi bắt đầu nè. Tính khẩu phần ăn của em là mẫu giáo bao nhiêu đứa nè? Mẫu giáo 253. Tiền ăn 30 đúng không? Ngày mùng 7 đúng không? À, xin lỗi, ngày mùng 6 chứ không phải ngày mùng 7. Ngày mùng 5 nè, quay lại ngày mùng 5 nha. Rồi. Có bằng ăn nè, tại thực đơn nè. Rồi. Có phải mùng 5 tháng 9 không? Rồi tính có bằng ăn nè. Rồi, em đi chợ đi. Trời ơi, giờ em nhập cho con có nhất đồng thấp. Không có bước nào mà nó đơn giản bằng cái bước này nữa. Em cố gắng em có số liệu của một tháng. Hay là em lấy thực đơn mẫu? Có thư viện thực đơn nè. Rồi em sẽ lấy một cái mẫu giáo đúng không? Rồi em sẽ chọn vậy. Em sẽ chọn một cái trường. Trường nào cũng được, đừng có lo lắng là cái số trẻ thực đơn. Rồi em chọn cái thực đơn nào cho nó giống tí. Rồi sau đó mình sửa lại. Rồi làm đi. Em chọn đi. Thôi bên này đúng không? Xử lý. Em dùng chuột em lướt vào đây. Đây. Lấy cái tay chọn vô cái dấu cộng. Dấu cộng lướt vô. Thấy không? Rồi thế thì bây giờ em vô chi tiết nguyên liệu. Nó sẽ cho em cái danh sách nguyên liệu nè. Nó sẽ cho em biết nè. Ok chưa? Rồi. Đó đại khái là như thế này. Kéo lên nè. Kéo này. Hai tay kéo lên. Kéo xuống. Kéo em lên. Chọn em lướt vô chỗ nào? Lướt ra ngoài đi. Cho nó móc cái bảng đó đi. Lít ra bên ngoài, ra bên ngoài luôn, rồi lít ra,
Rồi, bây giờ em bấm nút cộng để mình gán cái thực đơn này vô cái ngày đó. Chọn ngày, lít vô. Rồi, em chọn ngày là ngày mấy? 5 tháng 9. Lít vô cái lịch á. Chọn cái lịch. Rồi, ngày mấy? Ngày 5 tháng 9, đúng không? Lưu thực đơn. Nhóm độ tuổi 5 tháng 9 đã được khởi tạo, chọn ngày khác. À, do mình đã khởi tạo rồi. Do nãy mình đã khởi tạo. Nhập thực đơn rồi đúng không? Đúng không? Thì bây giờ thôi, bây giờ mình qua đây mình xóa đi. Để nó cho mình tạo chứ. Đúng không? Xóa luôn nè. Nếu mà tính ra là nếu mà em làm vậy là thực đơn của trường em ha, né giống trường mình đó đúng không? Mình thay đổi được mà, phù hợp với lại ấy. Làm luôn nè, bắt đầu làm lại thư viện thực đơn của em. Rồi, em vô mẫu giáo nha. Rồi, em chọn nãy chọn nhiêu? Đây 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 có chứ. Đây 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 đúng không? Rồi, bấm một cái. Rồi em chọn ngày nhiêu? 5 tháng 9 đúng không? Lưu thực đơn nè. Đó, nó chờ vô nè. Rồi, bắt đầu qua ngày 5. Thấy chưa? Bây giờ em sửa lại bao nhiêu đứa? 253. 253 đứa đúng không? Tiền ăn nhiêu? 30. Rồi, bấm lưu luôn. Rồi, tính khẩu phần ăn. À, nó tính cho mình luôn nè, nó báo nè. Nó bây giờ mình sẽ đồng bộ thực đơn. Bây giờ anh sẽ xóa tất cả các tên món ăn ở đây. Để anh lấy cái thực đơn ở trong trong cái đồng bộ thực đơn từ ngày 5 tháng 9 á, đồng bộ nè. Đúng không? Anh đồng bộ là cái lấy cái thực đơn tuần anh đẩy qua đây, đồng bộ thực đơn nè. À, sử dụng dấu phẩy. Rồi đồng bộ thực đơn này. Rồi, bấm lưu. Ok, cập nhật thực đơn. Này để anh về anh kiểm tra lại cái tính năng này sau nó sẽ ra cho em đó 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 đây nè không nó sẽ đổ qua nó nè đó, nó sẽ báo nè em dùng cái mẫu thực đơn này để em tính cho bóng đống này đúng không thì đầu tiên á cái nào không có là em sẽ bỏ ra đúng cái nào không có em bỏ ra em sẽ thêm cái này thì thêm giống như bên cái bảng của em thì giả sử như cái này là nó đúng luôn em nhìn thấy số tiền nó lẻ ra chừng này không nha em thấy cái này nó cân cũng gần đẹp rồi nè tự bỏ nha cái này học chưa biết rồi đúng không? Biết rồi. Thì bây giờ em dùng nó có chức năng chọn thực phẩm để nó quăng về mo luôn, nó càng số nó về luôn, nha. Một là cân đối thì em dùng chức năng này là nó sẽ dùng cái chức năng này nó sẽ lấy con số 390.000 này nó chia đều cho 23 món. Số tiền lẻ. À, nhưng mà nó lẻ lắm nó không đúng. Thì thôi bây giờ em dùng 390 này em chọn. Dùng vô ga mà em quăng nó vô ga. Thì đấy em quăng vô cho nó ra ra này em dùng quăng vô ga thì em dùng chức năng này nó lợi hơn. Em quăng đâu 390 đồng đúng không? Kéo xuống. Đó em quăng vô nè nhiêu 390 em chọn cái thì khi chọn cái này nó về không đúng không bấm cân đối nè nó ra 2 đồng đúng không 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 sao tiếp tục đúng không tại vì do nó lẻ quá nó chia lẻ quá bây giờ mình sẽ cân đối số dư về không cái đó ra rồi đó ở đây đây cân đối thì nó tự ra không nó chia đều luôn thôi mình làm tròn số cho nó dư dư một xíu 4 đồng rồi bắt đầu làm tròn số em bấm làm tròn số cho nó cho nó về máy cho nó về đúng cái thực hành thoải mái đó nó về số đẹp 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 cái này thì cũng chưa đẹp lắm thì mình càng mịn càng bỏ bớt đi em bấm vô nhiều lần nó sẽ bỏ nó dư ra số này bỏ tiếp đi đó ví dụ như nó ra số này thấy đều đều nè thấy không mà số tiền là nó vẫn đủ nha nó số tiền nó không lên nha đó. Rồi đó thì tiếp tục em sẽ lấy cái số này nè em bỏ vô đây tiếp em sẽ bỏ vô đúng không em bỏ vô số nào chia cho nó tròn số một tí nó vô tình nó chia nó bị ấy chẳng hạn như em bỏ vô hành lá không hay là bánh phở hay là trứng gà bởi thịt nạc cũng thế rau củ quả nó dễ lên tiền hơn là ví dụ như rau củ quả em bỏ chẳng hạn như em bỏ 416 đồng ở đây ở món rau đúng không em chọn nè còn 12 rau ngò mùi em bỏ nhiêu hiểu không em bỏ em dùng cái này em bỏ bao lâu làm dần sau đó bụp với nó chia cho em rồi ví dụ như rau ngò mùi em bỏ 6.000 đúng không em chọn tiếp nè rồi còn 6.000 nữa em bỏ đâu xuống cái chỗ nào thì đó em chọn đi làm thật luôn thịt nạc dăm nè rồi em bỏ đây bỏ đây khoảng 6.000 nữa đúng không em chọn phát rồi bấm cân đối coi nó về không đô kê chưa thấy xuống không nó làm gì nữa đâu hả rồi sau đó là mình độ mình chế gì đó chuyện của mình thực đơn là đẹp rồi đó em
Tại vì tốt nhất á, là em làm cái bước này trước, em có thực đơn rồi, em ép qua đây nó mới ra được cái thằng này. Chứ đừng đưa cái thằng này đưa qua, nó không đúng, hiểu không? Thực đơn đây là thực đơn chủ trường, chủ trường ta làm cho mình. Như vậy là em có, em sử dụng những cái mà tên nó tương đương chút xíu đó. Tự làm bước này ok chưa? Tương đương chút xíu, mà ví dụ như lỡ nó không được kiểm tra thì sao? Nó bị kiểm tra mà bên trường em nó bị làm thật đi, thì bây giờ mình làm thật đi, mình bỏ, ví dụ như mình bỏ cái bánh phở, mình bỏ ra bằng cách nào? Rồi bấm vô đây, em chọn cái thằng nào em không thích nó phở đúng không, một á là em thay đổi số ở đây được chưa? Anh thu nhỏ zoom đây, em thấy cái xóa này không? Bấm là xóa đứt cái thằng này luôn, đúng không? Nếu mà thêm thì sao anh? Rồi từ từ đã xóa rồi, xóa nè, xóa rồi đó, em thấy số nó nhảy ngay lập tức cho em. Thêm thì em vô đây em thêm gì? Làm thêm món, em thấy vô đây em thêm khi nó nhảy ra, nếu không có thì em tự tạo bằng cách nào? Bằng cách em vô dinh dưỡng thực phẩm, em chọn đây em thêm món, em thêm thực phẩm, em thêm năng lượng, em tạo đạt từng béo, nó có hết rồi, xịn chưa? Mình không phải lo nữa. Rồi sau cái bước này rồi thì còn làm gì nữa đâu? Giả sử như bước này là ok rồi thì nó mới bắt đầu. Thôi bây giờ tính cho nó tròn số đi, lỡ rồi. Anh quay lại tính của bằng anh nha. Ngày mùng 5. Đây, bây giờ nó dư ra chừng này đúng không? Bây giờ rồi 16 ngàn nè, đó. Ngày 6 đúng không anh? Ngày này ngày 5, đây đang ứng ngày 5. Với cái món thực đơn là món này, đúng không? Nó báo nè. Rồi, thế thì bây giờ em sẽ đi chợ hết nhé. Đi chợ hết luôn nha, đi luôn nha. Đi không? Đi hết luôn. Tất nhiên là không còn dư tiền rồi. Đi cho hết, ví dụ như 6 ngàn, đây là 6 ngàn. Chọn phát cho nó về nha. Rồi. Bỏ xuống cải bắp em. Cải bắp đúng không? Làm thập đi. Rồi, cải bắp. Cải bắp nữa em đâu có ăn cải bắp đâu. Bữa em của em ăn gì ta? Bầu. Bỏ tròn lại thế đi. Rồi, bây giờ bỏ gì? Đó, bây giờ em làm đi. Làm thử. Bầu cái đây, bỏ cái này. Rồi cái bắp bỏ đúng không? Dạ, bấm đó, bấm một khóa, bấm một khóa, bấm phát đó. Rồi bấm chỗ nào nữa? Để em thấy cái bắp. Đây cái bắp của em là đó, lúc vô, lúc mạnh vô. Đó, rồi cái bắp nằm nè dưới này, em thấy không? Nó đang chìa ra. Đó, xóa một phát. Ok. Rồi. Cho em thêm thực phẩm. Đúng. Em sẽ thêm chữ gõ vào, gõ vào. Cái phần mềm bên này của anh á. Bấm ok đúng không? Không, chọn đó, chọn đó. Em cứ trao đổi ý kiến với anh để nâng cấp lên sau này. Thế là bí bầu rồi sao nữa? Thêm thực phẩm. Đó, ok, nằm dưới cùng. Kéo. Ý là ở dưới đó nó có năng lượng hết em rồi đúng không? À, nếu mà có một chuyện, nếu mà những cái món nào mà không có trong cái này thì em sẽ phải tự tạo thôi. Cũng giống như phần mềm cũ. Phần mềm cũ mà những cái món mà không có thì em cũng phải tự tạo. Cái này là cả rất nhiều người dùng cùng tạo chứ không gì mình em, nên thành ra hầu như đầy đủ hết rồi. Rồi nó khác nhau rất là nhiều đó. Rồi bắt đầu em cân luôn đi. Cân cái gì anh? Em cân đối đi em. À, tiền đó hả? À, cân tiền và không đi đã đúng không? Rồi 189 ngàn luôn. 189 ngàn luôn. Em cân cái này rồi xong bắt đầu mình nhảy qua cái bước làm ấy nữa là xong. Không chưa, qua hết cái nhà trẻ nữa. Ủa anh, cái này là nó tính định lượng cho mình là số ký luôn rồi đúng không? Đúng không? Hay số ký là sao? Ý là cái số ký mà ví dụ như hồi nếu mà làm máy cũ là em sẽ tự phân chia cái số ký của từng lớp, từng khối á. Nó chia đều cho em rồi, cái thực đơn nó khi nhảy vô là nó chia đều cho em. Thì để ý em chia nó ra, chia đều cho 30. Ví dụ như thịt nạc nè, số ký đâu, số ký lại nằm chỗ nào anh? Khối lượng đây. Khối lượng thật đó. 6 ký 7. Ăn cả ngày 6 ký 7 mà 253 đứa. Ít hả? Ít thì thêm tiền vào đây, bỏ tiền vô đây. Em bỏ tiền vô. Bỏ tiền vô đây. Ôi giời ơi. Bỏ tiền vô như này mà, đúng không? Bỏ vô. Đây thịt nạc đâu rồi ta? Đây.
Giờ em bấm vô chỗ nào ta? Đây em muốn bổ vô đây thì em quay, em chọn này, em bổ vô nhiêu? Trong thực phẩm. Thịt gì? Một, bỏ hết tiền vô trong đó luôn. Rồi em bỏ đi, em tập bỏ vô. Em bỏ vô cái thịt gì? Có phải thịt bò không? Thịt heo. Thịt heo đúng không? Rồi kéo xuống thịt heo đâu? Thịt heo. Chọn đi, chọn đi. Không muốn thấy đâu. Không có heo đâu, cái chữ heo luôn rồi. Thịt nạc giam đây. À thịt nạc giam rồi, em bỏ vô. Rồi. 189 mấy? 280. 280. Chọn đi, bấm chọn đi, chọn phát. Rồi, ok, đây ha. Về không vừa bấm cân đối luôn. Nó ra thứ gì? Rồi, ngồi chơi. À, ví dụ nếu mà em có quyền em cân đối cái số lượng, nếu mà ấy thì em sẽ tự em cân đối. Em tự em làm chứ anh không làm nữa. Rồi. Ok. Rồi chỗ khối lượng. Em sẽ xem thử khối lượng của nó là vô lý thì em vô lý thì em sẽ tự em cân cắt nó. Rồi em sẽ hạ những cái bên kia qua nó sẽ dư tiền, rồi em đắp tiền qua bên đó nó lên. Nó sẽ có chức năng đắp tiền qua cho em, nó rất là nhẹ nhàng rồi. Rồi. Rồi sau đó em tự em lọc bỏ ra để ra cái số này nó đẹp nha. À. Em thay đổi cái tỷ lệ là bỏ. Năng lượng. Đó năng lượng này, chỗ này nó trồi lên nè. Nó sẽ tăng lên cái chỗ này. Đó. Là xong. Cái này thì làm nhiều thì dễ ờm mà. Rồi xong chưa? Giả sử như chốt chưa? Chốt nha, thì bắt đầu mình tiếp tục tính khẩu phần ăn sau bước này rồi thì trong cái thư viện, trong cái chỗ này á, em sẽ có nè, nó ra. Bắt đầu mình sẽ tạo thêm bữa ăn độ tuổi cho nhóm nào? Nhà trẻ. Nhà trẻ đúng không? Bao nhiêu đứa? Có phải là... Để mình nói 59 trừ 7 là còn 53. Không biết thì qua đây mình kiểm tra ha, mình sẽ kiểm tra bên này, mình sẽ kiểm tra cho nó chuẩn, có sai sót gì thì nó chính xác hơn. Đó, đây có phải 52 53 52 đúng rồi, 52 rồi. Nuôi ticket của mình số liệu này phải đúng nha, số liệu này nó phải đúng chút xíu chứ mình chấm mà khi mà mình chấm mình đưa cái số liệu không đúng vô rồi mai mốt tra cứu lại là nó rất là khó để cho mình tra cứu, mình trả tiền thừa lại mà. Rồi mình sẽ qua Nutrikit. Rồi tính khẩu phần ăn, thế thì ngày mùng năm của em đây, mình thêm bữa ăn độ tuổi là ngày gì? Có phải mẫu giáo nhà trẻ không, đúng không? Nhiều có phải là 52 khởi tạo. Thế thì khi thêm như thế này thì em sẽ biết là nó lấy nguyên cái thực đơn của cái trên nó đưa xuống dưới, đúng không? Bây giờ mình vô mình kiểm tra được chưa? Nó có phải là nó dư đúng không? Nó dư, nó bị dư do vì sao? Do vì nó đang áp cái số xuống, thành ra là cái số dư cuối ngày em nó sẽ hạ lại những cái ký này. Đúng em sẽ tự hạ lại nha. Rồi, hạ đi em để lát nữa em đưa qua bên kia luôn, là bên kiểm thực luôn. Để cho đâu, em cái này đâu có sống hết đâu mà, nếu mà chị làm để em biết thôi chứ nó đâu có giống với hoàn toàn cái thực đơn đâu. Cứ hạ đi, hạ để có một cái gì đó để cho nó trực quan, để sau này em tự làm luôn, em hiểu vấn đề. Em bấm vô cái dấu, em bấm vô cái đó đúng không? Đúng rồi. Đây em đâu có xóa đâu, chị hạ số ký thôi nè. Hạ số ký thôi hả? Rồi số ký thì bấm vô thực phẩm thôi. Một là em xóa, số hai là em hạ. Em hạ thì em buộc em lít vô em hạ xuống. Ví dụ này thịt nạc giam là 8kg đúng không? Dạ. Thì em lít vô đây em hạ xuống bao nhiêu? Lít vô đó em hạ xuống đó. Em hạ xuống nhiêu? Em hạ xuống nhiêu? 3kg. 3kg là em nhập vô 3.000. Rồi nó tự nhảy nha, nó tự nhảy nha, tự nhảy cho em là xuống 5 triệu nè, đó. Rồi tiếp. Tôm. Chờ anh khúc này anh sẽ qua anh sẽ cân dùm coi thử chỗ này nó có ra đúng nè. 52 đứa tiền ăn là 30.000 nè, đúng không? Bây giờ mình sẽ tăng lên một đứa là 53 nè, đúng không? Rồi mình luôn nè. Rồi bây giờ mình hạ xuống, không biết là nó có, tại vì nó áp từ bên kia nó áp qua nên nó vẫn còn dư, tại đúng rồi nó lấy khối lượng bên kia. Thì bây giờ là hành lá ở đây thì em sẽ hạ xuống, em sẽ chia cho theo tỷ lệ luôn đi. Em chia tỷ lệ luôn là hai lạng à? Hai lạng đúng không? Bấm cái này chứ đúng không? Đúng rồi. Rồi đem hạ luôn. 200. Rồi. Nguyên tắc nè, nguyên tắc khi em lít bên ngoài cùng em xóa, rồi em gõ gõ 200. Đừng qua đơn giá rồi tiếp tục lít xuống. Rồi. Cứ hạ 2/3 thôi. Nhiêu? 400, 300. Đúng không? Rồi tiếp tục lít xuống, em gõ nhiêu? Chia 3 đúng không? Tỷ lệ là mấy? 3 đúng không? 3 lượng đúng không? Khoảng 400. Đó 4.000 hay 400 4.000 đó, nó sẽ hạ xuống này tiếp tục, thấy không?
rồi em hiểu con bước đó rồi, để nó tính nó làm vậy nó cái tiền nó về mất đúng đó, nó đang xuống là đến làm hạ luôn cho em một chia cho ngàn thôi đó, một ngàn này nó mới chia tỷ lệ. À, tôm đồng 20 thì cái này là bao nhiêu? À, nó sẽ hạ xuống đúng nãy nhiêu? 5 lạng thôi. 5 lạng 500 nè đúng không? Rồi 12.000. 12 kg là nhiêu? Chia 3 là 400. 4 kg đúng không? 4 kg bánh canh đúng không? Rồi tiếp. Hạ xuống 3 triệu rồi. Rồi tiếp. Có thêm 1 kg. Đó. Xuống nè đúng không? Ừ. Tại vì anh muốn làm cho nó chuẩn để ra bên kia nó không có bị án. Để ra bên kia đó nửa ký đúng không? 400 thôi, 400 nửa ký rồi. Trứng cút là mấy? Trứng cút rồi. Không mang bỏ luôn không? Bỏ luôn đi. Rồi. Bỏ để mình bỏ giá chưa bỏ. Lát mình qua mình xóa thứ gì đâu. Rồi tiếp. Bây giờ gạo. Gạo gạo dưới rồi gạo đâu? Gạo đây đúng không? Rồi 4 ký nè mình hả? Mấy? Cái này có 4 ký hả? Rồi. Còn 2 triệu. Tiếp này nhiêu? 1 kg 1 triệu sữa đô lắc là 1 kg rồi còn 400 mấy thấy không 250 cái phần này thì em biết rồi nó cũng giống như bên cũ vậy đó, bên cũ em cũng phải làm như vậy nè. Rồi bí bầu nhiêu rồi bỏ luôn, bí bầu với sữa bỏ luôn để cân về không hết nha, để nó ra cái, một cái ngày hoàn chỉnh với em luôn nha. Bây giờ anh đổ nó bị dư đúng không, còn 135 ngàn dư nó âm tức là mình đi lố rồi đúng không, rồi mình gỡ chỗ này. Mình bò đây. Bò đây ha. Thịt bò. Chỗ nào? Cho nửa ký thôi là cái lượng đó. 3 lạng không? 5 lạng. Rồi, 4 đó, rồi đeo vào đó. Rồi ok đó. Rồi bây giờ mình bổ nè. Bổ bao nhiêu? 4 hành lá, bổ vô 4.000 đúng không? Bỏ vô đó đi. Mấy? 4 7 5 không rồi chọn. Xong rồi. Rồi xong bước này rồi, tức là cái phần kết quả tính năng của em trong một ngày là hóa đơn đi chợ là nó ra hết nhé, nó ra là cả hai cái luôn ăn. Cái này là bảng này là hóa đơn đi chợ của cái nhóm nhà trẻ, còn cái bảng sổ tính tiền ăn này là ra cho em mẫu giáo và nhà trẻ luôn nha, mẫu giáo và nhà trẻ luôn. Đến con số nè, nó bị dư đó, em cứ làm bị chỗ này về không hết mình kiểm tra số dư nó về không hết, số dư nó về không hết là được. Rồi ok, sổ tính tiền ăn đó không, nó ra hết không đúng không, nó sẽ tô tan cho em luôn cái chức năng này luôn. Em cầm cái min cái này ra, sổ tính ra là xong, mình không có làm nữa nè. Rồi thì trong cái ngày hôm đó là em sẽ in được cái gì, có phải là tổng hợp dưỡng chất là nó tự nó cân luôn cho em nha. Ví dụ như là nhóm mà mẫu giáo là nó cân chia cho em luôn nha, nó tự động ra cái bảng này luôn cho em, em không có tính nữa nha. Tổng kết nó có tổng kết tháng luôn đúng không? Tổng kết tháng và tổng kết từng tuần và tổng kết nguyên liệu thu tháng luôn nha, của từng nhóm trẻ để em làm biểu mẫu. Ok rồi là xong. Rồi xong bước này nha, bắt đầu qua bên tính năng nè. Khúc này nó mới hay nè. Chịu khó. Mình đang ghi là 1 tiếng mấy rồi, gần 2 cái dữ liệu rồi. Rồi, em sẽ lấy dữ liệu tính năng và kiểm thực 3 bước nó xuất hiện, đúng không? Rồi, đây là toàn bộ cái tính năng của em đổ qua. Có phải 9.150.000 không? Bấm số nhân lên đúng không? Nãy là nhiêu ta? Nãy nhiêu cháu ta? 253. Đây, 305 em nhân lên 30.000 đúng không? Đo hết cho em rồi. Ok chưa? Rồi. Cái bước này nó liên quan đến nhà cung cấp. Biết rồi, nó liên quan đến nhà cung cấp. Thì vô đây anh sẽ nhập vô nhà cung cấp cho em. Anh nhập hai mẫu cho em thôi nha. Nhà cung cấp là gì? Chẳng hạn như thịt. Ví dụ. Rồi. Không. Mình cứ nhập vô đi, rồi sau đó mình sửa được mà. Rồi. Giả sử như là món thịt nè. Thịt, hải sản, rau củ quả em nhập hết đây. Sau cái bước này em qua đây. Rồi.
em vô kiểm, em vô kiểm thực, em vô dữ liệu tính năng để em đổ qua bên bên nhà ăn nha. Tại vì cái bảng này nó không có gì hết, mình đổ bên này mà, thì bên này nó ghép lại với lại bên cái thằng cái gì đó, cái nhà cung cấp để ra, rồi chọn bánh phở là bánh phở, nhà cung cấp là giả sử như có một nhà cung cấp thôi, rồi cứ chọn hết cho anh bánh canh bí bầu. Bí bầu không có hả? Bí bầu không có thì thôi, bí bầu do bên kia mình nhập không có giá thì bên này nó cũng không có giá. Đường cát, đường phèn thì... Ủa, mà khoan anh từ từ. Cái bên phần kiểm thực bên nước này em phải làm mẫu bên phòng mới về. Đâu có được làm đâu. Hả? Cái phần kiểm thực bên nước này em phải làm mẫu bên phòng mới về chứ không có... Em đưa mẫu đó cho anh, để anh làm. Em đưa cái mẫu đó cho anh. Tại vì phải đổ qua rồi lúc đó mẫu là tính sau. Mẫu là tính sau. Cái sổ báo quan đúng không? Đưa cái sổ báo quan đây. Rồi đây lát nữa để qua cái bước này nó sẽ ra cái này cho em. Ừ, chưa ra mà. Rồi yên tâm, cái bước này chưa ra mà đòi ra sao được. Cứ từ từ rồi, đúng không? Còn trong quá trình sót chỗ nào anh bổ sung, không có lo. Tức là nó đã tối giản được cái thời gian cho em nhiều lắm rồi đó. Đây, giả sử như là chừng này nha, em sẽ càng nhập thì bên này á, là nó sẽ càng tiến tới cái con số để bị hết tiền luôn nha. Ok, xong bước này rồi thì bắt đầu em sẽ bấm vô kiểm thực ba bước của cái ngày mùng 5 nè. Nó đã nhận diện rồi, đã khởi tạo nè, cái phần multi kit. Cái ngày mùng 5 của em chọn lại mùng 5 và kiểm thực ba bước của ngày mùng 5. Đó, thông tin được cập nhật là có rồi. Anh sẽ vô cái phần khai báo thông tin, không cần đâu, khai báo em cứ vô sau. Mẫu kiểm thực ba bước của em, mẫu này mẫu số mấy? Mẫu số 1 đúng không? Bước số 1 có phải là bước này không? Đây là có phải bước này không? Đây là những cái tên thực phẩm đúng chưa? Nhà cung cấp này, thịt là tên người giao hàng chưa có nè, thì cái đó tính tính sau. Đây người giao hàng đó em muốn đổi, anh thiếu một cột biện pháp xử lý. Biện pháp xử lý thiếu hả? Rồi cái đó đơn giản rồi, bổ sau cái đó dễ mà. Rồi thế thì tại ngay vị trí này em có thể cập nhật nha, sửa tùy tùy ý hả. Rồi ok, đó là bước mấy? Bước 1 nè, bước 2 có phải không? Bước 2 có phải không? Mở bước 2 ra. Đây, ví dụ tên món ăn, ví dụ là bánh mì ngọt. Thì ở tại đây, em click vào đây. Cái bánh mì ngọt chẳng hạn của em á, là cái bánh mì nó có thành phần là gồm có cái gì? Có phải ví dụ như là hành lá, tiêu nha. Ví dụ tại vì mình đưa hết đâu tiêu, bấm lưu. Thì có phải nó đưa cái số này vô cho em không? Đúng chưa? Theo đúng cái này không? Đúng chưa? Đó. Thì em thay đổi số liệu, cập nhật lại bên cái phần nguyên liệu bên kia thì số này nó sẽ thay đổi. Mẫu này nó còn đẹp hơn. Đầy đủ không? Cái đầy đủ không? Đầy đủ đúng không? Rồi. Anh chỉ thiếu cái cột biện pháp xử lý đó mà được. Rồi, biện pháp xử lý. Cái đó thì trong một nhóm nhạc. Rồi. Tiếp. Bước nào nữa? Bước 3. Kiểm tra trước khi ăn. Rồi bước cuối cùng, thì để coi bước cuối cùng là bước gì? Bước 3 bước hơn là mình có bước. Đây lưu mẫu hủy thức ăn. À, lưu mẫu.
Đó, đây có phải không? Thiếu thì nói, hoặc là có những cái mẫu mà biểu nói vừa gửi với cho anh. Biểu mẫu hoặc là những cái gì để nó ra được con số đó báo lại cho anh biết. Đúng rồi, nó phải giống với đoàn kiểm tra chứ. Như vậy bị thiếu chỗ này đúng không? Ừ. Nếu mà thiếu thì em sẽ đồ thiếu đâu, đúng mà. Tên thức ăn. Bữa ăn. Đúng mà. Thức ăn, khối lượng, từng từ, mức độ, thời gian lấy mẫu. Đúng mà. Thời gian hủy mẫu. Đúng luôn. Cư trú, chất lượng thức ăn. Người lưu mẫu. Thủ tục này. Thiếu người. Thiếu đó chấp nhận được đúng không? Rồi, vậy xuống chưa? Em phải bổ sung cho em thêm một phần này nữa. Em cố gắng chụp hình gửi qua cho anh với những cái thiếu, tại vì thời gian nói chung là nó anh khối lượng công việc nó khá nhiều nên em cứ gửi qua rồi anh lấy cái máy trừ kia nó làm mà sao nó máy trừ kia nó làm mà nó vẫn chưa sửa cái cột này. Cái đó trong một nút nhạc thì nói chung là cái này rất là đơn giản, xong rồi những cái bước đổ số liệu vô nó mới phức tạp nè, nó mới làm mất thời gian của em. Và anh sẽ thêm mỗi cột tải Excel về cho chị em để nói chung là mình tùy chỉnh được. Rồi, thế thì còn câu hỏi nào nữa không? Câu hỏi thì em không có câu hỏi, nhưng em phải làm trực tiếp vô, ví dụ như em gặp vướng mắc chỗ nào thì em mới hỏi chứ bây giờ. Quan trọng là cái NutriKit chấm ăn là đã xong rồi, và nhập số liệu ăn là đã xong rồi. Đó, trong một ngày thì hầu như là em có thể làm, gom lại em làm hoặc em dùng điện thoại em mở ra em làm luôn cho anh luôn đi. Thử đi, thử thực tế luôn. Cái Zalo này anh gửi đúng không? Mở Chrome lên. Đúng rồi, mở. Này. Không, bình thường hết. MTT. Đây. Demi. Đúng rồi. Cơ sở 1. Đúng rồi. Hết. Rồi. 1-6 từ 1-6. Thứ ba chị NT. NT là Nha Trang. Cơ sở 1 Nha Trang. CS 1 NT 1. Phần lớp cô đó, phần mềm tính ăn, vô phần học sinh, chọn năm học, đó đúng rồi.